lượng tái tạo mới STCM của nhóm sáng tạo Cầu Mát. Đấy, thì nó là một cái nhà máy phát điện lớn. Đấy, là đến là 1 triệu MW. Mà đặc biệt cái là giá thành sản xuất của nó rất là rẻ, rẻ nhất thế giới, 440 đồng 1 kWh. À, rẻ hơn thủy điện luôn á. Thì đây là nhà máy đó, 20.000 tổ máy phát điện. Thấy không? Thì nó còn là cái đê biển song song với bờ biển, bao bọc đồng bằng sông Cửu Long, nó dài hơn 600 km. Đấy, thì nó song song như thế này. Đấy, thì bây giờ cái cấu tạo nó, cái để mà xây dựng cho nó dễ đó, thì đi xuống dưới này nè, chúng ta thấy nè, đó là nó là như là cái đê chắn sóng ở Hòn Tre, cái phần chính nó đó, đó nó giống như đê chắn sóng ở Hòn Tre Kiên Giang á, người ta cũng đã làm rồi, làm nhưng mà ta để làm cái đê chắn sóng thôi, bê tông cốt thép. Thì mình gồm có cái này rồi, còn những cái râu ria của nó là những cái bộ chuyển đổi năng lượng nữa kèm theo, nhưng mà tương tự vậy thôi nha. Đó, thì nó nằm song song với bờ biển như thế này, do đó rằng là nó sẽ tạo nên cái đất bồi. Đất bồi từ bờ biển đi ra tới, tức là giữa đây nè, bờ biển đi ra tới cái con đê biển, tức là tới nhà máy. Đấy, tới nhà máy phát điện năng lượng sóng biển, năng lượng tái tạo STCM. Đây cái hình này đây chúng ta thấy rõ hơn nè. Thì ở các nước người ta đã làm rồi, người ta làm cái đê biển này gọi là đê biển song song nè, detached freshwater đó, thì tự động nó lấy vào thôi, nó tạo đất bồi thôi, sóng biển đánh vào nặng mạnh rồi rút ra, nó bị này ra rút ra nhẹ, nó để lại cái đất phù sa, cái đất bồi thôi. Đó, thì cái công nghệ này là ở Việt Nam mình đã làm rồi. Đó, các đê Bình Minh 1, Bình Minh 2, Bình Minh 3 tạo nên ra một huyện Kim Sơn. Còn ở Hà Lan thì nó nhiều hơn, nó làm một cái đê biển Aquilis ngay đây. Nó tạo ra đầu tiên nó không có gì hết, nó mới bắt đầu mà nó tạo ra 1 tỉnh. Đây, rồi 2 tỉnh. Đây, năm 2009 nó đào được tới 2 tỉnh rồi đó. À, thấy không? Thì như vậy thì tóm lại cái phần này đó, thì chúng ta thấy là nhà máy tái tạo, năng lượng tái tạo STCM mới của nhóm sáng tạo Cầu Mát, nó là một con đê biển bao bọc dài đó, thế này thì nó sẽ tạo ra đất bồi. Đất bồi này là nhiều, rất nhiều việc. Rồi bây giờ qua đây thì sẽ vào chi tiết một tổ. Cái đê biển hai chúng ta thấy là nó có nhiều tổ, 20.000 tổ lần. Bây giờ là một tổ phát điện nè. Khi sóng biển từ đài đánh vào ha, đánh vào nè. À, đây là cái pendulo đó, nó quạt quạt vậy á, thấy không? Thì nó sẽ tạo ra khí nén, nó chạy vào trong này đó. Và khi vào vậy thì cái áp suất ở trong cái hầm này nó sẽ tăng, buông ra nó sẽ giảm đó, tăng giảm là nó tạo thành cái bơm để nó bơm khí nén vào trong này. Thì công nghệ OWC này người ta cũng đã dùng rồi, SDE cũng vậy này. SDE này đây là giống như một cái phao, thấy không? Khi sóng biển lên đó, nó làm cái phao nổi lên chìm xuống, sóng biển vô nổi lên chìm xuống, nổi lên chìm xuống đó, giống như cái bơm này nè. Thì nó bơm khí nén vô trong cái hầm chứa khí nén, à hầm chứa khí nén. Rồi còn nữa tức là khí nén này nó rất là nhiều, rất là mạnh, là do còn những cái dãy nhà nổi này đó, đó nó phập phiều theo sóng đó. Rồi nó trên đó nó có 3 cái công nghệ multi protein belamis vùng tâm divide đó, nó tạo ra khí nén nữa đó, tạo ra khí nén. Cái này ta để cho người dân họ làm để họ có điều kiện sinh sống đó, tạo công ăn việc làm cho họ, họ bán khí nén cho nhà máy của mình đó. Thì sóng biển vậy đó. Do đó rằng là một tổ máy phát điện rất mạnh. Cái tổ máy phát điện mà của nhóm nó mạnh hơn 10 lần cái công nghệ sóng biển hiện nay đó. Công nghệ sóng biển hiện nay á, thì cái giá nó đắt cỡ tương đương với lại cái anh điện gió đó. Mà bây giờ anh này là cái công suất nó hơn 10 lần nữa đó. Do đó rằng là cái giá thành nó cực kỳ hạ, chưa kể cái phần mà thu nhập được là do ở trên này là đường xe chạy nha đó.
bây giờ nếu mà tư nhân làm thì đường xe chạy này ta có thể thu tiền, thấy không? Đấy. Rồi đất bồi nữa nè, đất bồi lần nhất, đất bồi lần nhì, bồi xong đầy rồi ngon lành rồi ta dời nhà máy ra xa nữa là ta có bồi nữa, ta bán thêm lần thứ nhì nữa, tức là chủ đầu tư rất là lời đó. Rồi bây giờ khi mà nào mà nước biển dâng cao, dâng tối đa nha, cao tối đa này là khi tối đa là nó lên tới cái lần đó, thủy triều lên xuống mà. Đó, thủy triều bây giờ lên nè, nước biển lên cao nè, bây giờ cái tổ máy này nó hoạt động sao, hoạt động còn mạnh hơn nữa, nó sóng biển càng nhiều thì nó hoạt động càng mạnh hơn nè, sao đó cái anh này xây rất pendulo nè, rồi áp suất OPC nè, SDE nè, đó nó càng lên xuống càng mạnh hơn nữa nè, thấy chưa? Đó tức là bây giờ mà biển thì có lúc nước bị hạ nước rộng đó mà thì cũng phát được điện, mà nước lớn đó, như thế này cũng phát được điện. Mà rồi bây giờ không có sóng, biển không có sóng, tổ máy phát điện này vẫn phát được điện. Lý do là sao? Là khí nén nó tồn ở trong này rồi nè. Đó bây giờ biển không có sóng, này nó không thổi, nó không hoạt động gì hết, này cũng không có tạo khí nén cho nữa, nhưng khí nén đã có tồn trữ trong này rồi, ta cứ việc xả khí nén ra để cho nó quay tuột pin, quay máy phát điện là phát ra điện thôi. Rồi đó nó hay chỗ đó, biển không có sóng mà vẫn phát ra điện. Rồi bây giờ vậy ha, nhưng mà bây giờ cái trường hợp mà sóng to gió lớn, sóng thần, nước biển cao lên, ha, cao lên như thế này đi thì sao, nó có hư hại của cái nhà máy của chúng ta không? Không hư hại gì cả, đây là cái thể hiện cụ thể này, nước cao đấy, nãy là cao nhất rồi nha, thì càng tốt. Bây giờ khi mà giờ có bão lũ sóng thần, nước dâng cực kỳ cao, cái đồng bằng sông Cửu Long á, cái mực nước chênh lệch giữa nước ròng và nước lớn á, là nó từ 0,8 đến 1,2 mét thôi, mà bây giờ nó lên tới 6 mét, tại vì khi mà có bão lũ sóng thần mà nó lên cao mà, à, nó lên cao tuốt lên này, thấy không? Rồi bây giờ sống nè, sống không ăn thua gì hết, cái này nè thấy không, cái tấm này nó vẫn đứng im, tại vì sao? Nó tác động mạnh là do cái ở trên mặt của sóng biển, chứ còn ở dưới nó vẫn nguyên. Rồi cái phao nó nằm nguyên, tất cả nó được bảo vệ hết, đây là bằng bê tông cốt thép nha, được bảo vệ hết. Đấy. Có nghĩa rằng tóm lại là khi mà có bão lũ sóng thần gió lớn thì những cái thiết bị này đều được bảo vệ hết, còn mấy nhà nhỏ thì nên vào trong dễ mà che chở đi biển à, là những cái thiết bị mà chừng nào hết thì chạy ra đem ra. Còn anh này cứ để nguyên không sao, nước biển dâng cao lên đâu hả đó anh, không khi nén nó không có đứng im hết, đứng im à, đó. Nó lớn là nó nằm phía trên trên mặt biển thôi, dữ lắm, nhưng mà dập dữ là phía trên thôi, còn ở dưới là đứng im hết đó. Ta thấy cái tấm pendulo này nè, nước lên cao thì nó lại đứng im đó, nó sống được dữ dằn vậy, là phía trên mặt thôi, cái mặt nước nó lên cao cái trên này rồi mà. Cái này rồi mà. Ra dưới này đâu ăn thua rồi đó. Ừ, giống như tàu lặn vậy, khi nào mà biển động được ở trên nữa thì tàu lặn lặn ở dưới có thua đâu, ở trên tàu ở trên chạy trên mặt biển thì nguy hiểm lắm á, nhưng mà ở tàu ngầm ở dưới thì không thua gì hết. Thì cái này giống như những thiết bị này nó ngầm ở dưới rồi, đấy, nước biển nó lên cao lên lúc sóng thần bão lũ á. Rồi vậy là thôi nha, rồi chấm hết đi.